hành động ý nghĩa của Hàng binh Ngô Ngọc Hưng chia sẻ nỗi buồn chung của dân tộc. Những ngày qua, toàn thể người dân Việt Nam đều hướng về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Bác đã để lại nhiều niềm tiếc thương với cả nước. Trong suốt buổi phăng sinh của TMPEST, Hàng binh Ngô Ngọc Hưng đã đeo ruy băng màu đen xuyên suốt khi vừa hay tin quốc tang. Hành động đầy ý nghĩa của Hàng binh đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời có cánh từ khán giả. Mặc dù hoạt động chính tại Hàn Quốc nhưng Hàng binh vẫn một lòng hướng về đất nước, cùng chia sẻ nỗi buồn chung của dân tộc. Trước đó, Hàng binh Ngô Ngọc Hưng cũng làm nức lòng người hâm mộ khi luôn đề cao bản sắc văn hóa dân tộc mỗi khi có dịp biểu diễn, giao lưu với khán giả. Anh chàng dạy các thành viên cùng nhóm nói tiếng Việt, giao lưu tiếng Việt, giới thiệu nhiều món ăn, đặc sản ngon của Việt Nam. Khi có cơ hội góp mặt tại lễ hội âm nhạc Hoyo, Hàng binh cùng các thành viên TMPEST chào khán giả bằng tiếng Việt và bày tỏ sự tự hào khi lần đầu tiên được biểu diễn tại quê nhà. Đặc biệt, mỗi khi Tempest được nhận cúp âm nhạc hay giải thưởng lớn như AAA 2023 vừa qua, Hàng binh luôn có phần phát biểu bằng tiếng Việt. Fan cực nức lòng, phấn khích khi đua idol mà không cần GSUB. Kỷ niệm những ngày lễ quan trọng của Việt Nam, Hàng binh ở Hàn Quốc luôn có động thái hướng về quê hương. Anh chàng gây sốt khi mang áo quốc khánh đi ghi hình sau ngày 2 tháng 9, đổi vũ đạo thành động tác chào cờ trong ngày 30 tháng 4. Trước khi chạm tới được ước mơ trở thành idol pop, Hàng binh Ngô Ngọc Hưng là sinh viên trường chuyên ngành marketing thuộc khoa quốc tế tại Đại học Thương mại Hà Nội. Anh chàng có xuất phát điểm là một dancer thuộc nhóm CAC, thành lập năm 2016. Nhóm CAC từng tham gia và nhận nhiều giải thưởng ở các cuộc thi ca giờ nhạc pop và nhận được khá nhiều giải thưởng như chiến thắng trong cuộc thi Việt Nam Pop Random Dancing Public 2018, tham gia vòng loại Changwon K-pop World Festival, lễ hội K-pop thế giới tại Changwon do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 và dừng lại ở vòng chung kết. Trong những năm làm thực tập sinh trong các công ty giải trí tại Hàn Quốc, Hàng binh luôn kiên trì luyện tập, tìm kiếm cơ hội được debut thông qua nhiều cuộc thi, nhiều công ty giải trí. Cuối cùng mọi nỗ lực của Gen Z tài năng đã được đền đáp khi đầu năm 2022, Hàng binh đã được debut trong nhóm nhạc TMPEST. Trở thành một idol pop người Việt, Hàng binh thường xuyên quảng bá văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước khiến fan không khỏi tự hào.